Mama thủ, 7 động tác tự cứu chữa nhanh nhất. Phương pháp thứ nhất, phản hướng thân triển trường tâm, bàn tay hướng lên trên, dùng mũi ngón tay cái chạm đè lên mũi ngón tay út, để hở 3 ngón tay còn lại hướng lên trên. Giữ nguyên trạng thái này 6 giây rồi thả lỏng tay ra. Làm đi lặp lại 10 lần. Phương pháp thứ hai, thủ oản thân triển trường tâm, bàn tay hướng xuống, dùng bàn tay khác ấn chặt bàn tay kia ngược trở lại. Giữ nguyên trạng thái 15 đến 30 giây sau đó đuổi tay. Làm đi làm lại 3 lần. Phương pháp thứ 3, áp lực huấn luyện. Dùng lực của 5 ngón tay bóp thật chặt quả bóng tennis hoặc bóng cao su. Giữ nguyên trạng thái đúng 5 giây. Luyện tập trong 30 lần, sau đó đổi tay và làm lại. Phương pháp thứ 4, thủ chỉ thân triển. Dùng một sợi dây chun hoặc một sợi dây có đàn hồi nối với 5 đầu ngón tay phía ngoài. Tiếp theo dùng 5 ngón tay căng dây chun ra. Làm đi làm lại 15 lần rồi đổi tay. Phương pháp thứ 5, quật oản vận động. Dùng tâm bàn tay cầm một lon nước ngọt rồi uốn cổ tay lên phía trên. Làm đi làm lại 15 lần rồi đổi tay. Phương pháp thứ 6, thủ oản lon khúc. Tiếp tục cầm lon nước ngọt, hướng tâm trưởng bàn tay xuống, uốn bàn tay hướng lên trên rồi quay về vị trí cũ. Làm đi làm lại 15 lần rồi đổi tay. Phương pháp thứ 7, oản chắc vận động. Cầm lon nước ngọt, trưởng thủ chắc lập, tức nắm chặt vào cái lon, rồi uốn bàn tay lên, ngón tay cái trải dài hướng lên bề mặt bằng cái lon, rồi quay trở lại vị trí ban đầu. 7 phương pháp này giúp cho người làm việc lâu trong hoàn cảnh công việc hoặc trong trạng thái mệt mỏi về tay và các khớp tay, giúp cho tay được thoải mái và cũng là một phương pháp trị đau tức thời rất hữu hiệu. Chúc các bạn áp dụng thành công! Hãy like và share video nếu bạn thấy hữu ích!